mà biết cái thông tin mà nó ra ở bên nước ngoài các bạn, là đã đặt cách đây hơn cả năm rồi đó. Thì anh Vinh thì đặt thì cũng sau thời gian đó, cho nên là mãi đến bây giờ thì anh Vinh mới có thể là nhận xe được đó. Thì chiếc GLS này bản chất là trên thế giới hiện tại bây giờ cũng đang rất là khan hiếm hàng luôn, cho nên là với cái số lượng mà đơn hàng mà được Mercedes Benz cho phép đem về Việt Nam các bạn, nó cũng không có nhiều đâu. Một năm thì Duy nghĩ là bên Duy khoảng tầm là hơn 20 xe là cùng thôi, hơn 20 xe trong một năm thì số lượng quá là ít, trong khi là cái đơn hàng của GLS này thì hiện tại bây giờ là bên Duy coi như là rất là hạn chế để nhận, bởi vì là khi mà nhận hàng đó các bạn biết rồi đó, thông thường khách hàng phải chờ đợi khá là lâu luôn, cũng như là rất là nhiều cái sự phiền toái đó. Thì những anh chị và các bạn nào mà không quá cần thiết với xe, cũng như là không cần phải là có chiếc xe vào trong cái thời điểm này thời điểm kia, thì thực sự mới có thể đặt được cái xe GLS này thôi, chứ nếu mà gấp quá là bên Duy không thể nào mà nhận được hết á đó. Thì rất là may mắn bữa nay là coi như là bên Duy mới sắp xếp được cái đơn hàng cho anh Vinh, cũng như là để mà Duy giao cái xe này về Tây Ninh cho anh Vinh đó. Thì anh Vinh đó các bạn là một người rất là mê xe luôn, cũng như là không những mà mê xe ô tô nữa, mà anh Vinh coi như là rất là mê mô tô luôn. Thì anh Vinh cũng có rất là nhiều những chiếc xe mô tô phân khối lớn đó. Thì một lát nữa xuống Tây Ninh giao xe cho anh Vinh này, cũng như là gặp anh chị, và nếu mà được thì Duy có thể là xin anh Vinh cho quay những cái chiếc xe mô tô đó. Thì cũng bật mí với các bạn luôn, anh Vinh mới mua một chiếc xe mô tô phân khối rất là lớn luôn, 2.500 phân khối à. Thì Duy chỉ nghe anh Vinh nói thôi. Thì một lát nữa đi xuống tới nhà anh Vinh thì Duy xin anh Vinh xem cái chiếc xe đó, cũng như là quay cho các bạn xem luôn nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn tại thành phố Tây Ninh. Xe vận tải cũng đã vừa mới tới luôn đó. Thì chắc là trên đây một chút xíu nữa thôi đó. Chào. Chào. Dạ. Gặp Duy rồi, nhân viên kinh doanh bán xe cho mình đó. Cảm ơn chị nha. Rồi, cảm ơn nhiều. Hoa gửi tặng chị, cảm ơn chị nhiều vì đã ủng hộ em. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, ok, dạ. Cảm ơn nhiều. Tại em lâu quá hả? Ồ, đầu lâu quá trời luôn, giờ lên là cái cảm giác của mình. Mình phải nói luôn vậy. Bữa giờ gặp xe rồi mà. Ồ, 6 tháng trời đó. Dạ. Rồi đó. Rồi có ông chú, ông nói còn chiếc màu trắng nào nữa không? Để như bữa anh Duy nói mà trắng để nói chú đi. Chứ hôm nay còn đặt nó chắc đạt qua Tết rồi chú ơi. Đạt. Chứ thật ra giờ xe này không dám hứa thời gian luôn. Dám hứa thời gian cũng sắp được cái xe cho anh để chờ anh chờ tới 6 7 tháng. Dạ. Thì nó đã. Giờ thì nó không cho phải lòng để mong. Cũng đúng cái dịp mà anh chị luôn. Rồi, Dũng anh cũng có mời hai bác tài, Dũng kêu chạy cái chạy lên kia mình dùng cơm trưa thì ráng Dũng đi ha. Dạ, chắc chắn anh. Rồi chở xe Dũng đi. Ok. làm gì làm kia được đó, làm kia bữa thảm kia chắc nó hẹn mấy ngày ta. Để anh cho cái địa chỉ cho địa chỉ nhà xe đó, cái chuyển ra nhà xe cái nó chuyển thì anh về liền. Địa chỉ nhà xe nó chuyên đi hàng về Tây Ninh rồi đó, Tây Ninh có nhanh lắm. Đẹp thì vô ngồi uống nước đi rồi chút ra ấy, chỉ còn có hai cái là cái một là nhạc, còn cái kia thì mình ghi từ từ thôi, nhạc với giấy tờ vậy thôi. Dạ. Ok. Dạ vô bạn lấy giấy tờ cho anh trước này. Rồi, mời vô uống nước. Cặp bạn cho mắt anh mình. Ừ. Buồn mắt không? Ừ. Bạn. Trời Vinh nè, chiếc này Vinh mới lấy nè. Lấy ngay chỗ anh gì bữa chỉ đường á. Cái công ty em á. Bằng lương bằng cái công ty em. Thì trơm nó có một chỗ đó hả? Đúng không anh? Sài Gòn đó với Hà Nội phải không? Anh cái tiếng máy nghe chắc sướng lắm anh. Đây, nó chưa cái bô nó chưa móc nào á. Đăng kiểm ở Việt Nam mình là nó đâu có cho cái bô nổ lớn quá. Đúng rồi. Không, ở nước ngoài là nó cũng vậy ha. Phải không? Ngoài thải biết ồn này nọ nó ém lại. Còn thì muốn lên thải lần tiên thì mình bỏ cái thải không để lên là luôn. Động cơ nè, 2500cc. Cái này robot. Cái này robot. Robot con két này mở lên. Nó có 300 lần. Cái ngày về đầu tiên anh Cần Thơ, Hà Nội ấy mới chuyển tỉnh cái nước này lên nó mới bán 9 chiếc là lúc mà nó về lúc mà dịch á. Nhiều 2.5 trong riêng kia hả? 3.5 là còn cái máy cam ri từ 2.5 là nó kéo sát 2 tấn thôi, tấn 2 tấn, còn này nó kéo sát nó 300 kg, 300 mấy kg, bởi vì nó mạnh lắm. Chạy cảm giác nó sướng hơn xe hơi đậm á, đầm lắm anh ha. 101, 102 này mà phải có nón, còn nón kia thì anh chạy cũng chậm hơn là chạy nón này được anh ha. Mà chạy càng nhanh đàn đồng đó anh. Đúng rồi, càng nhanh đàn đồng. Nó hiểu sao các bạn cũng treo, nó phun sườn cũng treo hay đúng không? Ừ. Nó làm chắc cũng... Mà nó cân đối với xe, cân đối. Chơi cái máy mà để không cân đối nó chạy lắm á. Đây uống nước. Nước thì anh em mình... Thì trước bạ chắc ở dưới đây chưa có giá. Chưa có giá hả? Chắc là đặt anh chiếc xe đầu tiên mà. Thì anh nhiều khi anh em ra đó thì nếu mà có giá thì anh đóng luôn. Nó có 3 rem thì để lại cho mấy anh chị đấy. Rồi báo cho anh. Có báo anh. Cái 3 rem này nhưng mà cái này là nó hoàn chỉnh hồ sơ hết rồi phải không? Dạ. Cái này là bộ hồ sơ gốc của anh nè. Bộ hồ sơ gốc xe của anh nè ha. Giấy này là giấy nguồn gốc nhập khẩu nè, giấy môi trường nè, và hai cái giấy này là hai cái giấy gốc của xe qua đơn. Để mình photo ra. Dạ. Ngày 2 đứa con anh. 2 đứa gái. Giờ ngày kỷ niệm của anh chị nữa. Anh tưởng đâu tới tháng 12 rồi đó. Dạ. Chứ em đã hẹn anh trong ngày là tháng 12. Về tháng 12 xong rồi em hẹn là anh tháng 11. Về sớm hơn quốc tháng 10 luôn. Hiểu 10. Ở đây là xe anh Vinh làm hết rồi. Nó có sạc riêng. sạc này anh phải mua cái đồ chuyển, mấy cái đồ chuyển thôi. Xe hơi của mình nó cái sạc nhỏ nha. À, cái này sạc cũng cầm theo mấy. Lát nữa em ra em chỉ anh. À, cái này qua điện thoại nè phải không? Dạ. Ừ, người ta 4 5.0 giờ anh xài điện thoại 0.4 mà chưa xong. Cái này để anh xài Zalo hả? Ừ đúng rồi, Zalo cho còn không có Zalo không chụp hình em vậy. Anh xài cái kia mà. À, dạ anh mới chỉ anh nè. Dạ hả? Mới chỉ anh Zalo chụp hình rồi này chuyển. Anh xài cái cùi bắp của anh quay rồi. Cùi bắp của anh. Được rồi. Được rồi. Cứ từ. Nè, xe của anh Vinh đó thì nó sẽ có những cái chỗ mà để sạc nè, anh thấy không? USB của nó nhỏ xíu à. Ừ, USB nhỏ. Nè, thì cái USB này nó nhỏ là sẽ cắm cái dạng này nè, đoạn này nè, nhỏ xíu à. Đó, thì nếu mà anh muốn kết nối điện thoại di động á thì đâu qua cái điện thoại này của anh á thì không có xài được cái app của CarPlay. Đúng rồi. Của CarPlay dành cho iPhone thôi. iPhone thôi. Dạ. iPhone của em thì sẽ cắm vào. Còn cái Samsung là Android Auto hả? Android. À. Samsung Android. Đâu thử cái máy điện thoại anh xài được nhạc gì không? Của anh có dắt sạc không? Có dắt cắm không? Dắt cắm. Đâu, dắt đâu. Mà anh có sợi dây đó không? Sợi dây. Mà có sợi dây đó mới được. Đâu nó mình cái này nổi không? Cái này không, cái này của em iPhone mà. iPhone hả? Dạ. Dắt cắm là để anh cắm thì anh cắm vô đây anh nghe nhạc cũng được, chứ không ăn được, hết á, anh cắm vô đây nè, anh cắm qua đây nè. Kết nối qua luôn. Còn wifi mình thì kết nối đây được không? À, kết nối wifi là khác. Wifi để anh nghe nhạc này nọ thôi, để lên mạng thôi. Còn bây giờ anh đã kết nối điện thoại của anh Vinh vô rồi đó, anh Vinh muốn nghe nhạc anh mở nhạc lên là nghe. Mở nhạc lên phải không? Rồi, Vinh thấy chưa nó phát qua đúng không? Ừ. Anh Vinh bấm media. Đây có rồi đó. Có mày. Vậy là vậy anh cứ bắt nhạc lên rồi nghe phải không? Thì đã kết nối phải không? Bluetooth cũng vậy đúng không? Lát nữa em chỉ anh, lát nữa kết nối hai màn hình sao? Ờ. Màn hình sao kết nối riêng đó hả? Sao sao bằng bao nhiêu ngày bạn vậy là mình ca hình ở đây mà hình dưới có lên hình không? Khác nó là hoạt động độc lập nha. Trên nha. Cái này tháo lắp được. À tháo là được lắp luôn rồi. Là nó tự vô. Dạ. Chị nhập qua lại. Về. Anh cho nên nghe nhạc, còn dưới cũng muốn nghe nhạc mà rồi nó trùng ngồi nhờ cho nó được. Nghe cái hơn, còn cái kia là nếu mà chị muốn sao chị cắm tai nghe hoặc là chị nghe bằng tai nghe Bluetooth. Ở đây nó có chỗ chị cắm tai nghe luôn. Còn nếu mà thí dụ chị muốn nghe cái Bluetooth của chị thôi, ở trên đó có nghe không? Chị muốn nghe riêng của chị thì anh Vinh nghe riêng thôi. Không có gì hết đâu. Tại vì nếu mà chị nghe riêng cái này giống như cái máy tính iPad của chị thôi. Cắm tai nghe chị nghe mình vậy, rồi anh Vinh cho anh Vinh làm gì cũng làm. Không, tức là chị xài Bluetooth rồi, con bé lớn thì nó cũng xài Bluetooth. Mà chị muốn nghe riêng rồi chị, nó chị có nghe được không? Không, bên chị nghe của chị, rồi của em là nghe của em, Bluetooth của em riêng. Riêng luôn hả? Độc lập của em. Rồi, cái gì nữa, gì mà quan trọng nữa, gì? Ra quan trọng là chủ yếu là bây giờ anh biết cách này, tần số, xử lý tần số này. Tần số gạt hết là gạt xuống là chạy tới, gạt lên là lùi, còn B là đậu xe, mình biết là chưa? Rồi, ok. Còn bông no là mình gạt giữa. Thật ra bông mo thì nó sẽ gạt nhẹ gì thôi. Bông mo gạt mạnh hơn là lùi. Rồi camera 360 độ con này hết không? Rồi, ok. Rồi đèn thì anh cứ để giùm em chế độ auto giùm em. Auto. Đèn auto rồi cứ để auto cho em. Rồi gì nữa đây gì quan trọng nhất? Em coi mấy cái cài đặt. Thắng tay thì anh Vinh biết rồi không? Tay B phải không? Kéo ra là xả, bấm vô là thắng. Em coi là mấy cái cài đặt nha anh nhé. Mặc định đi. Cái nào dễ dễ để mặc định hết đi. Đèn này có chưa ta? Có được phải không? Có nên chỉnh cho nó sáng lên. Tín hiệu sáng này có xe. Bên chọn màu sắc nữa, bên chọn lại nha. Sáng. Sáng này sáng anh nói mình không nó sẽ nhiều. Sáng này chạy bự lắm. Bữa xuống em á. Ngồi cắn với GLE để dựng sát bên mà anh tưởng nó hai chiếc GLE mà cuối cùng nhìn nó GLE chẳng nhìn có vẻ nó to lớn dữ lắm nhưng mà GLE nó có lưới tản nhiệt đẹp ha, chung cương phải không? Cái này mình đâu có độ được đó. Em nghĩ chắc được ha? Dạ. Lưới tản nhiệt GLE đẹp nhưng mà cái đầu để lớn hơn phải không? Dạ rộng. Nghĩ là có hai thằng ghê luôn, mình nó xin về trước mình mà cho nó tiền cho nó về trước thôi, uống cà phê ăn dọc đường nha. Dạ. Thằng đó cũng trẻ dễ thương hả? Dạ. Chuyên bên em nữa hả? Chuyên tại hợp đồng hả? Dạ bên em liên kết. Dạ. Dọn đồ nằm đây, đói bụng. Cái gì cười? Quen ha cười. Thôi uống nước suối đi. Em làm nước bia được không? Em chạy xe mà anh uống nước suối rồi. Nước suối. Ồ nước suối đi. Không uống suối hết đi. Tưởng là bữa nào rảnh đi với anh em. Duy từ nào giờ uống mấy lon là nó. 2 lon. Đồ mạnh hả? Được bình thường sao? Quay em cười có gì đâu. Em sợ cả tay em gấp mà chi mà mình có ảnh. Nay lên ăn no ăn ngon lên ấy, anh ốc đuối trước đi rồi cơm sau từ. Ốc đuối là sao? Ốc đuối bà đen nó chiên ăn lá nàng hai, mà lá nàng hai nếu mà mình ăn là ngộ độc, mà nó ăn lá nàng hai nó tiêu quá xong là rất là tốt cho sức khỏe mình. Ốc đuối bà đen nó trên núi. Nó chiên nó trên núi. Ủa nó ốc nó ăn lá cây hả? Ăn là đúng rồi, ăn lá cây. Ốc nó ăn bao giòn ngon lắm. Dạ, chưa biết luôn á. Nó như ốc gì? Ốc mình cứ ốc này ăn là giòn. Nó giòn. Giòn. Dạ ăn rồi hả? Mới ăn 1,5 kg hôm kia. Ai? Em ăn đâu? Em ăn em đặt lại order nữa về nhà em tự em làm. Giờ Sài Gòn bán nhiều lắm mà nó ngon. Đúng không? Ốc coi chừng nó nhiều khi nó trộn ở miền nào đó nghe, nó miền hình như miền nào ốc vỏ trắng tươi hả? Còn này là ốc đen, đen với vàng. Em lẻo nguyên cái đít nguyên đúng cái rồi. Ăn luôn không? Đó, ốc nó ăn nhẫn. Ốc ăn nó giòn lắm. Dạ anh còn khen mà, dạ anh khó lắm. Dạ. Không phải gì mà đít nói gì đâu mà khó. Dạ. Anh mua chiếc xe mấy chiếc Google luôn. Anh mua về là cuối cùng anh nói không, xe chạm bán chạm đắt bên nước ngoài rồi, nên anh mua xe cũ rẻ mà anh mua xe cũ không, rồi nó cũng lên mạng không biết giá vậy, nó xe chạm đắt, anh giấu thời gian đó. Giờ anh hỏi em về anh xuống đời được không? dạy cũng 1-2 ngày thôi chứ lấy xe về mua tôi về không đồng ý buồn. Chị không có cho anh mua hả? À, anh có chạy đâu mà anh chạy mô tô rồi nguy hiểm, nguy hiểm. Không phải không cho mà cái đam mê của anh mà, nhưng mà không muốn. Mua xe nào chị cũng cho ha. Nó mua xe Mercedes là chị vui lắm. Mua xe mô tô là chị không chịu. À không chịu. Con cái không được là nó bằng. Ừ đừng bằng. Ủa ngồi vậy hả? Ờ nè, vú nè. Vú hả, vú hả? Ờ nè. Ồ đúng rồi, anh Vinh nói hay á. Đó, vú luôn rồi đó. Ồ, ốc này là ở trên đá chứ không phải là ở dưới nước. Thì nó trên núi. Em mình em mới nghe nói núi Bà Đen mới có anh. Chị núi Bà Đen mới có. Vậy hả? À. Ăn cái lá nó là lá gì ta? Lá này hay. Lá này hay là lá thuốc á, lá đắng dữ lắm, lá chất độc. À, chất độc. Mà mình ăn thì mình ngộ độc ốc. Ăn xong rồi mình ăn nó không sao. Nó sẽ làm lợi bài thuốc. Dạ. Ngon quá. Ăn giòn giòn ngon, ăn đấy không mấy. Tại vì mùa này á nó hơi ớn chứ mấy mùa mà giữa mùa mưa rồi nó mập lắm. Lần đầu tiên mà em ăn con ốc mà nó không có nằm dưới nước mà nó trên đá. Rồi em ốc này á, mấy ốc kia em lấy ra còn đứng lên đấy, đứng đòn không? Cái này em thấy nó ra hết. Cái này nó ra hết luôn. Thường mấy con ốc kia mình hay cố mình làm cho nó ra hết, nó không hết. Phải chặt cái đít. Nè, em gì quên đây? Dạ em tên Thảo. Thảo, em nè, mẹ ăn cá thì cá là cá gì ạ? Cá lăng. Cá lăng sông. Cá lăng này ở hồ gì đó hả? Ở hồ, ở biển hồ. Ở gì đó? Không phải bờ hồ nãy em chạy đi nói nó dầu tiếng qua đó. Dầu tiếng. Hồ dầu tiếng. Hồ đó là Tây Ninh xây hoặc là Sài Gòn xài nước không đó nha. Vậy hả? Sài Gòn xài nước hồ đó không? Wow. Hồ đó hồ... Anh hồ ốc cá nhiều lắm hả? Hồ cá lớn không không? Nè, mấy ốc này ốc đực ngon, cá tụi ốc vú không, ốc đực. Nó nhỏ hơn đúng không? Có ba anh em mình ăn quá trời món. Nó có, anh nó kêu nó cá miếng. Cá miếng. Cơm mình ăn đồ ăn nhiều cơm. Bên ba đời ha. Sao nhiều nước mắm vậy em? Mỗi lời em chấm cái nào? Mà em không hướng dẫn, anh không biết cái nào chấm cái nào luôn á. Dạ, nào? Món này là chấm ốc. Cái này là ốc hả? Dạ, món này là chấm canh xíu em bưng vô. Rồi nước mắm ốc anh chấm đây luôn được không? Được luôn hả? Vậy hả gì? Cho anh người chảy cái suối đi. Dạ. Gì? Cứu bên trái. Quá trời. Lên đây anh em mình nhìn nhau vậy là thấy ok rồi. Có nhiều khi em biết không? Cái công việc rồi vợ anh đó, anh lô bu quá cái điện thoại. Thì cái vụ bữa tự xuống dưới, em không xuống, em xuống có niềm tin. Thế mà không phải niềm tin gì mà chỉ sợ là ủa nên đi làm sao mà lâu quá mà cứ tháng nào anh cũng điện hết rồi là làm sao. Cái anh nói thôi gặp đi rồi biết. Rồi cái đầu tháng chưa điện, giữa tháng chưa điện. Rồi nhắc sợ quên. Nên gì không có quên đâu. Anh Vinh gọi hoài là sao quên. Anh không khoái theo cái máy điện thoại rồi thôi chứ. Tại Zalo Facebook của anh thấy xong phiền phức quá, mỗi sáng thức dậy bạn đã hiểu anh tôi chưa hay gì đó không biết. Cũng khó. Ủa sao có nhiều chuyện đó, ủa bạn hiểu đó. Bạn sao mà tôi hiểu gì? Bởi vì qua tô quán mới được chứ. Đúng không anh? Bởi vì qua tô quán với anh mới được chứ, anh coi qua tô quán đâu được. Anh xài mấy lịch này nè, anh in thành phố nó chở lên, nó mới chở lên nào qua kia vậy mà em lên là có vậy. Lúc anh đỏ tươi nhà thường á, lịch tiệm vàng rồi này nọ đỏ nhà người ta phái lắm. Lịch quân đội rồi lịch tòa án rồi sao người ta không phái đâu nha. Lịch công an rồi người ta không phái. Lịch tiệm vàng lúc nào cũng đẹp mà. May mắn nó đậu. Xe hơi này nọ. Em xin phép mình Em về. Khỏe nha anh Vinh. Rồi, cứ mỗi năm nó giao lưu rồi mình giới thiệu khách hàng là ok rồi, yên tâm đi. Nhiều khách lắm. Duy đã bàn giao cái chiếc xe xong cho anh Vinh với chị Hiếu xong các bạn. Anh Vinh với chị cực kỳ dễ thương luôn. Thì nhận chiếc xe GLE xong thì Duy cũng hướng dẫn anh Vinh rồi mấy anh em đi ăn. Thì thật sự là khi mà nhận được cái chiếc xe GLE